Line K1 của em thì 300 mắt mà K2 thì 10 mắt luôn. Thì anh lấy nôm na như này, cái live K1 của em, tại vì bản chất của livestream là gì ạ? Bản chất của livestream nó là khi mình online thì khách hàng họ cũng phải online, cũng như mình đang online và mình nói chuyện cùng các bạn đây, thì đang có 195 anh em cũng đang online và xem nhau, thì mình có 195 anh em. Nhưng nếu mà bây giờ một lúc nữa mà mình livestream 195 anh em mày đi ngủ chẳng hạn, thì đương nhiên sẽ không còn ai xem nhau nữa. Đấy là cái nguyên lý mà bạn cần phải hiểu. Đây là cái nguyên lý đầu tiên là bạn cần phải hiểu. Cái nguyên lý thứ hai đó là về nguyên lý về phân phối livestream. Cái này bạn phải tự tìm hiểu thì mới biết được. Tại vì bây giờ trong thời gian ngắn hạn ở trên một cái livestream này á, thì Nho không thể nào mà chia sẻ hết với bạn được, không thể nào mà nói hết cho bạn biết được. Và nữa là Nho cũng chưa biết là thực hư cái câu chuyện mà bạn hỏi ở trên ấy, đó là K1 300 mắt, K2 10 mắt kia nó có đúng hay không. Nếu mà đúng á, thì vấn đề đó là cái gì? Đấy thì mình xem mình biết được. Chứ nếu không thì mình không biết được. Nhưng mình nghĩ đơn giản chỉ là cái livestream mình chỉ có bị lệch giờ thôi, là cái tệp fan của mình họ họ xuống mất rồi á, thì đương nhiên không còn ai xem mình nữa. Chẳng hạn như bây giờ hiện tại trên TikTok, hiện tại bây giờ chẳng có khoảng độ tầm có 100.000 người đang 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 xem, đang ở trên TikTok và họ đang xem livestream, và chỉ có khoảng độ tầm 200 người lướt qua livestream của Nho và thích cái cách mà Nho nói chuyện, thích cái video livestream này, thích nghe những cái chủ đề nội dung này, họ mới ở lại thôi. Còn những người khác thì họ quay đi hết à. Đấy, nói thế là anh em hiểu đúng không?